Dạ, em chào anh, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn này. Thì không biết là đây là lần đầu tiên anh đến mua hàng với Chip Store hay là anh đã từng mua hàng rồi ạ? À, đây là mình lần đầu tiên mình đến đây. À, dạ vâng. Thế thì không biết là trải nghiệm đầu tiên này của anh với Chip Store như thế nào ạ? À, trải nghiệm đầu tiên thì mình thấy cửa hàng rộng rãi và thoải mái ở đây. Nhận được thấy nhiều đồ, mình nhiều giày thì mình có thể xem nhiều. Vậy với tất cả các mẫu giày ở đây thì không biết là anh đã lựa chọn cho mình được một mẫu giày ưng ý nào chưa ạ? À, mình lúc mình xem qua mẫu giày ở đây thì được mẫu giày da. Đấy, đấy, mẫu giày da này. À, dạ vâng, anh có thể chia sẻ một chút về lý do tại sao anh lại chọn đôi giày da này không ạ? À, đôi giày da này thì mình thấy là đôi nó đi da mềm, với cả thoải mái, để nó êm nữa. Với cả mình thấy đi làm nhiều ở bên ngoài thì đôi này làm cho mình đi khá là tốt. Với cả các bạn giới thiệu đây đế cao su nguyên khối nên mình yên tâm. Thế vậy là anh đã chọn một đôi giày ưng ý, thì không biết là anh có cảm nhận như thế nào đối với nhân viên ở trong cửa hàng này? À, nhân viên ở đây thì rất là nồng nhiệt. Mình nhờ họ vào mình thấy cảm giác chọn giày thoải mái. À, không biết là đây là lần đầu tiên anh đến đây trải nghiệm thì anh lý do nào mà đưa anh đến với Chip Store ạ? Anh có đã tìm hiểu qua Facebook hay là gì chưa ạ? À, Chip Store thì mình đã xem qua Facebook được nhiều lần rồi. Còn mà hôm nay mình đi qua đây thấy cửa hàng thì mình vào xem mà thấy giày đẹp thì mình mua luôn. À, vậy là khi mà đến đây như thế này thông qua Facebook thì anh có cảm thấy ấn tượng hay là có để lại cho anh cảm giác gì? Anh có thể dùng 3 từ để miêu tả về Chip Store không? À, nếu 3 từ về miêu tả lúc vào đây thì mình thấy là nó là rẻ, đẹp và thoải mái. Vâng ạ, em cảm ơn anh đã tham nhận lời tham gia buổi phỏng vấn này. À, không có gì.